안녕하세요. 저는 탄나입니다. 저는 하충입니다. Chúng mình rất vui vì lại được gặp các bạn khán giả trong chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn. Chương trình được hợp tác sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sejong. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là cách thức liên lạc, truyền tin. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cách gọi điện thoại, gửi email trong tiếng Hàn là như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem đoạn hội thoại đầu tiên của Cùng Nói Tiếng Hàn nhé. 하나, 정인, 다시 해요. 잘 봐요. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 그만해요, 그만해요. 너무 힘들어요. 배가 못 봐요. 점심시간이네요. 뭘 먹을래요? 라면을 먹을래요? 아니요. 어제 라면을 먹었어요. 아, 맞다. 어제 쫑씨는 피자를 먹었어요. 피자를 먹을래요? 제가 전화할게요. 그리고 피자 가게 전화번호를 물어볼게요. 오케이, 좋아요. 나도. 빨리 쫑씨에게 전화해요. 여보세요? 여보세요? 쫑씨지요? 아니요, 저는 휘예요. 휘씨? 저는 탄나예요. 쫑씨 좀 바꿔주세요. 쫑씨는 지금 여기에 없어요. 아, 진짜요? 네, 없어요. 여기에 정윤씨와 하윤씨도 있어요. 진짜요? 하윤 씨 좀 바꿔주세요. 여보세요? 하윤 씨죠? 네. 충 씨 언제 돌아와요? 우리는 충 씨에게 피자 가게 전화번호를 물어보고 싶어요. 목소리가 이상하네요. 하윤 씨죠? 네, 목이 좀 아파요. 괜찮아요, 하윤 씨? 괜찮아요. 아, 하윤 씨는 피자를 먹고 싶어요? 제가 주문해 줄게요. 무슨 피자를 먹고 싶어요? 몇 판 먹고 싶어요? 불고기 피자 한 판, 라지 사이즈로 주문해 주세요. 고마워요, 휘 씨. 정인 씨? 아, 하윤 씨 좀 바꿔주세요. 전화번호를 알려주세요. 우리가 직접 주문할게요. 아니요. 제가 주문해 줄게요. 그럼 고마워요, 휘 씨. 고마워요. Trong đoạn hội thoại, các bạn đã bàn bạc xem trưa nay ăn gì và cuối cùng mọi người đã quyết định ăn pizza và đã gọi cho Trung để hỏi số điện thoại của cửa hàng pizza. Hà còn nói rằng 저는 전화할게요. 그리고 피자 가게에 전화번호를 물어볼게요. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp cũ đã học với đuôi câu 할게요. Các bạn có còn nhớ ngữ pháp này không ạ? Đây là đuôi câu thể hiện dự định làm gì đó theo ý chí của người nói. Cụ thể trong câu này ta có 충 씨에게 전화할게요. 그리고 피자 가게에 전화번호를 물어볼게요. Nghĩa là tớ sẽ gọi điện cho Trung và sẽ hỏi về số điện thoại của cửa hàng pizza. Tiếp đến, 정인 còn nói 빨리 충 씨에게 전화해요. Và ngữ pháp mới trong câu này ta cần học ngày hôm nay đó là từ 에게. Ta có ngữ pháp như sau. Danh từ cộng 에게 hoặc 한테 hoặc 게. Để chỉ phương hướng của hành động hay nói cách khác là đối tượng nhận hành động từ chủ thể. Ta sử dụng 에게, 한테, 게 đặt sau các danh từ. Ba từ này cùng mang ý nghĩa giống nhau, có nghĩa là cho, với, về. Đặc biệt, các trợ từ này thường đi với động từ 주다, 드리다, 빌려주다, 빌려드리다, 전화하다, 보내다, 붙이다,
연락하다, 질문하다, 물어보다, 교육하다, vân vân. Với ý nghĩa diễn tả làm việc gì đó cho ai. Trong đoạn hội thoại ta có câu 충 씨에게 전화하다. Tớ sẽ gọi điện cho Trung. Trung là đối tượng nhận điện thoại từ Hà. Thế nên ta nói 충 씨에게. Còn với han thê và kê thì cũng có ý nghĩa tương tự. Chúng ta sẽ có cách dùng cụ thể như sau. Ê kê sẽ được dùng trong cả văn viết và văn nói. Han thê sẽ được dùng nhiều trong văn nói. Kê sẽ dùng trong trường hợp tôn trọng, là dạng kính ngữ của ê kê và han thê. Ở đây ta có thể hiểu kê dùng cho những người lớn tuổi hoặc những người có chức vụ cao hơn bản thân mình. Chúng ta cùng đọc một số ví dụ như sau nhé. 어머니께 꽃을 드립니다. 정인 씨에게 메시지를 보냈어요. 친구한테 선물을 줬습니다. Có một lưu ý nhỏ ở đây, ê kê, han thê và kê được dùng cho người và động vật. Nếu danh từ là địa điểm, nơi trốn thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ ê để thay thế các bạn nhé. Ví dụ, 집에 전화했어요. Để chỉ nơi xuất phát của hành động từ người nào đó thì chúng ta có công thức như sau. Danh từ cộng ê kê so hoặc han thê so hoặc kê có cùng một nghĩa là từ, ở, của. Tuy nhiên, trong tiếng Hàn thì chúng ta vẫn có thể lược bỏ bớt từ so mà người nghe vẫn có thể hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đoạn hội thoại và các bạn hãy lắng nghe lại nhé. 점심시간이네요. 뭘 먹을래요? 라면을 먹을래요? 아니요. 어제 라면을 먹었어요. 아, 맞다. 어제 충 씨는 피자를 먹었어요. 피자를 먹을래요? 제가 전화할게요. 그리고 피자 가게 전화번호를 물어볼게요. 오케이, 좋아요. 나도. 빨리 충 씨에게 전화해요. 여보세요? 여보세요? 충 씨지요? 중 ta có thể thấy một mẫu câu mới ở đây. 여보세요? 충 씨지요? Trong tiếng Hàn khi nghe điện thoại, thay vì nói alo như chúng ta vẫn làm thì người Hàn sẽ có từ 여보세요. Các bạn đọc lại với mình nhé. 여보세요? 여보세요? Ngoài ra trong câu của Hà có mẫu câu mới, 충 씨지요. Chúng ta sẽ có cấu trúc ngữ pháp như sau, danh từ cộng 이지요 viết tắt sẽ là 죠, động từ tính từ cộng 지요 hoặc 죠. Đây là cấu trúc dùng để hỏi xác nhận lại điều mà người nói đã biết trước hoặc là người nói tin rằng người nghe đã biết trước và hỏi để tìm sự đồng tình. Mẫu câu này được dùng chủ yếu khi nói. Nghĩa tương tự trong tiếng Việt là đúng chứ, đúng nhỉ? Ví dụ như người nói nhìn thấy cái váy rất là đẹp và muốn tìm sự đồng tình của người nghe thì sẽ nói là 예쁘죠? Cái váy đẹp nhỉ? Chứ không phải là 예뻐요? Có đẹp không? Hoặc trong đoạn hội thoại, ta xác nhận lại 충 씨지요? Là 충 đúng không? Cách dùng ngữ pháp này thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bỏ 다, sau đó thêm 지요 với động từ và tính từ. Còn với danh từ có 받침 thì chúng ta sẽ cộng với 이지요. Còn danh từ không có 받침 thì chúng ta sẽ cộng với 지요. Ví dụ nhé. 사무실 있지요? 하윤 씨 전화 지요? 하윤 씨 지요? 휘 씨는 학생 있지요? 오늘 날씨가 덥 지요? Có một lưu ý nhỏ đối với đuôi 지요 là chúng ta chỉ dùng với bạn bè, người thân thiết. Còn với người lớn tuổi hơn, ta có thể dùng ngữ pháp 으시지요. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại đoạn hội thoại để tìm kiếm thêm các ngữ pháp mới ngày hôm nay nhé. 휘 씨, 저는 탄나예요. 충 씨 좀 바꿔주세요. 충 씨는 지금 여기에 없어요. 아, 진짜요? 네, 없어요.
여기에 정윤 씨와 하윤 씨도 있어요. 진짜요? 하윤 씨 좀 바꿔주세요. chúng ta thấy trong đoạn hội thoại vừa rồi Hà còn nói Trung Si chom bakkwa juseyo. Còn Huy cũng nói Hayun Si chom bakkwa juseyo. Ở đuôi câu này chúng ta thấy có bakkwa juseyo. Ở đây chúng ta có cấu trúc ngữ pháp mới là động từ cộng a o he juseyo. Cấu trúc nhờ cậy yêu cầu ai đó làm gì một cách nhẹ nhàng lịch sự. Tương đương nghĩa tiếng Việt là xin hãy vui lòng làm cho tôi cái gì đó. Các bạn hãy lưu ý là nhờ ai làm gì đó nên cấu trúc này chỉ kết hợp với động từ thôi các bạn nhé. Với cấu trúc động từ cộng a o he juseyo, ta có cách chia cụ thể như sau. Thân từ của động từ có a hoặc o thì sẽ kết hợp với a juseyo. Thân từ của động từ không có a hoặc o thì sẽ kết hợp với o juseyo. Thân từ của động từ có hata thì chúng ta sẽ chia thành he juseyo. Hãy cùng mình xem một số ví dụ sau nhé. 전화를 바꾸다. 전화를 바꿔주세요. 알리다. 알려주세요. 사진을 찍다. 사진을 찍어주세요. 사다. 사주세요. 전화하다. 전화해주세요. Các bạn chú ý nhé. Nếu trong câu không chỉ ra đối tượng tiếp nhận hành động thì có nghĩa việc nhờ cậy này là dành cho chính người nói. Chúng ta có ví dụ như 전화해 주세요. Nó có nghĩa là 저에게 전화해 주세요. Trong đoạn hội thoại ta có câu 불고기 피자 한 판 라지 사이즈로 주문해 주세요. Câu này cũng sử dụng đuôi nhờ và yêu cầu một cách nhẹ nhàng nữa đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đoạn cuối của hội thoại nhé. 여보세요? 하준 씨죠? 네. 충 씨 언제 돌아와요? 우리는 충 씨에게 피자 가게 전화번호를 물어보고 싶어요. 목소리가 이상하네요. 하준 씨죠? 네, 목이 좀 아파요. 괜찮아요, 하준 씨? 괜찮아요. 아, 하윤 씨는 피자를 먹고 싶어요? 제가 주문해 줄게요. 무슨 피자를 먹고 싶어요? 몇 판 먹고 싶어요? 불고기 피자 한 판 라지 사이즈로 주문해 주세요. 고마워요, 휘 씨. 정인 씨? 아, 하윤 씨 좀 바꿔주세요. 전화번호를 알려주세요. 우리가 직접 주문할게요. 아니요, 아니요. 제가 주문해 줄게요. 그럼 고마워요, 휘 씨. 고마워요. 고마워요. 주다. 줘요. 줘요. 드리다. 드려요. 드려요. 물어보다. 물어봐요. 물어봐요. 에게. 에게. 한테. 한테. 께. 께. 여보세요? 중시지요? 여보세요? 중시지요? 중시 좀 바꿔주세요. 중시 좀 바꿔주세요. chúng ta đến với tip phát âm ngày hôm nay nhé. Có một số động từ bất quy tắc biến đổi như sau. Từ 듣다 khi cộng với 주세요 sẽ thành 들어주세요. 쓰다 cộng với 주세요 sẽ thành 써주세요. 알리다 khi cộng với 주세요 sẽ thành 알려주세요. Và cuối cùng là 돕다 khi cộng với 주세요 sẽ thành 도와주세요.
Nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang trở thành một trong những nền công nghiệp lớn nhất thế giới. K-pop, K-drama, K-movies, K-beauty. Chữ K này đã lan tỏa ở khắp mọi nơi. Câu chuyện thử sức và quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới đã diễn ra cách đây hàng chục năm rồi. Tuy nhiên, phải đến gần đây, những sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc mới thực sự ghi được dấu ấn tại các giải thưởng, bảng xếp hạng và chiếm được cảm tình thực sự của khán giả khu vực châu Âu hay Bắc Mỹ. Tác phẩm điện ảnh Parasite, Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho vừa mang lại niềm tự hào cho cả châu Á khi giành được 4 giải thưởng danh giá tại lễ trao giải Oscar 2020. Trong đó có các giải thưởng quan trọng như phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Barbecue 파티에 여러분 초대합니다. 안녕하세요. 저는 쭝이에요. 이번 주 일요일은 날씨가 아주 좋은 거예요. 그래서 바비큐 파티를 한 거예요. 바비큐 파티에 친구들과 여러분을 초대하고 싶어요. 바비큐도 먹고 사진을 찍을 거예요. 제 바비큐 파티에 꼭 오세요. 쭝 드림. 여보세요? 아, 네, 선생님. 안녕하세요. 저는 하중이에요. 중 씨, 무슨 일이에요? 아, 네. 선생님의 이메일 주소가 무엇입니까? 이메일 주소 좀 알려주세요. 이메일이요? 네. 제 이메일 주소는 unji@gmail.com이에요. 네? 다시 한번 말해 주실 수 있습니까? 네. unji@골뱅이 네? 골뱅이가 뭐예요? 골뱅이는 악검이에요. 한국에서는 골뱅이 또는 S로 발음해요. 아, 네, 알겠습니다. unji@골뱅이 그리고요. gmail.com 네? .com? 그게 무엇입니까? 점은 점이에요. 닷 발음도 괜찮아요. com은 com이에요. 중 씨는 제 이메일을 다시 읽어보세요. 아, 네. unji@gmail.com이에요. 맞아요? 네, 맞아요. 한국과 베트남은 영어 알파벳 읽는 발음이 달라요. 아, 그럼 BTS, KFC 맞아요? 네, 맞아요. 지금 이메일 보내드립니다. 확인 부탁드립니다. 네. có đọc được tấm thiệp của Trung không ạ? Cùng xem lại tấm thiệp này nhé. Barbecue party에 여러분을 초대합니다. 안녕하세요. 저는 충이에요. 이번 주 일요일은 날씨가 아주 좋을 거예요. 그래서 바비큐 파티를 할 거예요. 바비큐 파티에 친구들과 여러분을 초대하고 싶어요. 바비큐도 먹고 사진을 찍을 거예요. 제 바비큐 파티에 꼭 오세요. Chung Dream. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một bức thư bằng tiếng Hàn nhé. Với các email mở đầu, chúng ta sẽ có người nhận là 받는 사람. Những người cùng hoặc nhỏ tuổi hơn thường dùng 에게 sau tên. Chúng ta có ví dụ như 하윤 씨에게, 휘 씨에게. Còn với những người lớn tuổi hơn thì chúng ta sẽ dùng 께. Ví dụ như 선생님께, 부모님께, 교수님께.
Tiếp đó, các bạn sẽ viết lời chào đầu tiên, chat insa. Các bạn sẽ giới thiệu mình là ai. Ví dụ, tớ đã viết cho cô giáo như sau. 선생님, 안녕하세요. 하충이에요. Nếu là bạn bè, các bạn có thể hỏi câu về sức khỏe như 그동안 잘 지냈어요? 저는 잘 지냈어요. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể gửi những lời cảm ơn, xin lỗi. Ví dụ như 편지 보내줘서 고마워요. 답장이 너무 늦었지요? Phần tiếp theo là nội dung muốn gửi gắm qua thư. 하고 싶은 이야기. Tùy theo mục đích người viết muốn gửi mà có những nội dung khác nhau. Các bạn nên hiểu rõ mình muốn viết nội dung gì, với mục đích nào để viết thư một cách rõ ràng, rành mạch, truyền tải tới người đọc một cách dễ hiểu nhất. Ví dụ trong thiệp của Trung có viết 이번 주 일요일은 날씨가 아주 좋을 거예요. 그래서 바비큐 파티를 할 거예요. 바비큐 파티에 친구들과 여러분을 초대하고 싶어요. 바비큐도 먹고 사진을 찍을 거예요. Nội dung rất là rõ ràng đúng không các bạn? Trung muốn mời mọi người đến bữa tiệc của mình và nói rõ về hoạt động của ngày hôm đó. Tiếp đến sẽ là lời chào kết thúc, kết tin sao. Đây là phần nói những lời cuối cùng sau khi kết thúc những điều mà mình muốn gửi gắm cho những người đã nhận thư. Thông thường, người Hàn sẽ sử dụng những lời chúc để nói lời chào tạm biệt. Ví dụ, 항상 건강하세요. 건강 조심하세요. 그럼 건강하고 공부 잘하기를 바랍니다. 다음에 또 연락해요. Hoặc 다음에 또 연락합시다. Còn với tấm thiệp của mình đã viết rằng 제 바비큐 파티에 꼭 오세요. Với mong muốn mọi người nhất định sẽ đến dự tiệc của mình. À, còn đến cuối thư của Trung, mọi người sẽ thấy có chữ Trung Dream. Đây chính là dạng ký tên người gửi. Thường với bạn bè, ta sẽ sử dụng tên của mình cộng với Dream hoặc Sim hoặc Ika. Còn với người lớn tuổi hơn mình hoặc chức vụ cao hơn thì chúng ta sử dụng tên của mình cộng với Olim. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại trích đoạn hội thoại giữa cô giáo Ưn Chi và tớ để xem cách người Hàn đọc địa chỉ email như thế nào nhé. 선생님의 이메일 주소가 무엇입니까? 이메일 주소 좀 알려주세요. 이메일이요? 네. 제 이메일 주소는 unji@gmail.com이에요. 네? 다시 한번 말해 주실 수 있습니까? 네. unji@. 네? 골뱅이가 뭐예요? 골뱅이는 악검이에요. 한국에서는 골뱅이 또는 S로 발음해요. 아, 네, 알겠습니다. unji 골뱅이 그리고요. gmail.com. 네? .com? 그게 무엇입니까? 점은 점이에요. 닷 발음도 괜찮아요. com은 com이에요. 중 씨는 제 이메일을 다시 읽어보세요. 아, 네. unji@gmail.com이에요. Chúng ta hãy cùng điểm lại những từ vựng liên quan đến email nhé. Email. Email. Email 주소. Email 주소. Email을 쓰다. A còng có thể đọc là et hoặc là 골뱅이. Chấm thì sẽ đọc là thạt hoặc chồng. Com thì sẽ đọc là com. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc bảng chữ cái theo cách của người Hàn nhé. Cùng đọc với mình nhé. A T C T E F G H I J K
엘 엔 엔 오 티 큐 알 에스 티 유 브이 더블유 엑스 와이 제트 할라 지 trở lại ở đoạn hội thoại cuối, các bạn có thấy Trung có nói 지금 이메일을 보내드립니다. 확인 부탁드려요. Chúng ta thấy dạng đuôi động từ cộng a o he 드리다. Đây là dạng đuôi kính ngữ cùng nghĩa với đuôi động từ cộng a o he 주다. Thể trang trọng của 주다 chính là 드리다. Vì thế, khi bạn muốn yêu cầu hoặc đề nghị ai đó lớn tuổi hơn làm việc gì đó cho mình thì hãy nhớ dùng đuôi kính ngữ nhé. Chúng ta có ví dụ như 도와드릴까요? 이메일을 보내드립니다. 책을 읽어드려요. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phát âm của cô giáo người Hàn Quốc để cùng luyện tập phát âm thật chuẩn những từ mới và những mẫu câu đã học ngày hôm nay nhé. Email Email 이메일 주소 이메일 주소 at 골뱅이 골뱅이 답 점 eunji at gmail.com eunji 골뱅이 gmail.com Hôm nay chúng ta sẽ đến với bất quy tắc của chữ điền các bạn nhé. Một số động từ tính từ có thân từ kết thúc bằng điền sẽ có cách chia đặc biệt trong một số trường hợp như sau. Đầu tiên, điền khi gặp siot, nien, pip thì điền sẽ bị lược bỏ. Thứ hai, điền khi gặp ư thì ư sẽ bị lược bỏ. Ví dụ, 살다 cộng với 으세요 sẽ thành 사세요. 길다 cộng với 네요 sẽ thành 기네요. 안다 cộng với đuôi 피읍니다 sẽ thành 압니다. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau của Cùng Nói Tiếng Hàn. Chương trình được hợp tác sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sê Chông. Xin chào và hẹn gặp lại. 안녕.